Khởi công dự án Khải Hoàn Primer xin chính thức được bắt đầu. Xúc cát và đổ về phía trước ạ. Nào, 5, 4, 3, 2, 1 và bắt đầu. Xin được chúc mừng. Và thưa quý vị, như vậy là đội thi công ở phía công trường ngoài kia đã bắt đầu cho những hoạt động đầu tiên của buổi lễ khởi công dự án Khải Hoàn Primer. Và xin được chúc cho dự án của chúng ta sẽ luôn luôn đạt được rất nhiều những điều kiện thuận lợi và đạt được thành công trong tương lai, là một nơi an cư của nhiều quý vị khách hàng và thay đổi diện mạo của khu vực. Và xin một chào hỗ trợ đến với cùng chúc mừng quý vị. Và như vậy đây xin được kính mời lãnh đạo của Khải Hoàn lên cùng đứng lên sân khấu và chụp ảnh lưu niệm với các ban lãnh đạo và các vị đại biểu đến từ phía huyện Nhà Bè cũng như là xã Nhân Cơ Đặng. Xin mời tất cả quý vị chúng ta vui lòng lắng lại. Và thưa quý vị, như vậy là đội thi công ở phía công trường ngoài kia đã bắt đầu cho những hoạt động đầu tiên của buổi lễ khởi công dự án Khải Hoàn Primer. Và xin được chúc cho dự án của chúng ta sẽ luôn luôn đạt được rất nhiều những điều kiện thuận lợi.